Úc xe luôn. Mà nè, cà phê mới quạt nữa này. Tí tí cầm mới quạt đi con. Cầm rồi. Chị không, chị cũng phải vậy đó. Hai tay hai bên luôn. Rồi hai tay hai bên luôn nha chị. Để giúp con em gọi vô con mẹ. Con gạo đấy con cầm cho mẹ ơi. Thấy chị thấy vậy cho nó ngoan vậy lắm đó nha. Cái bạn mấy nó mới nhỏ vậy chị. Rồi tí tí cầm vậy, tí cầm quạt đi. Cảm ơn nè. Con em cầm mạnh đó. Một chuyến hết không? Được. Em cầm cho dép một tí nè. Dép một tí luôn. Cặp nách đây con. Không phải. Nó mang luôn rồi. Đi tí cầm đi. Dép một tí chứ đâu nữa. Cầm tí, cầm dép đi tí. Thấy có lẽ là nụ cười bắt đầu đã nở trên môi. À của tôi ông ơi, cái đó của tôi luôn ơi. Cái đó của tôi luôn, cái giọng của tôi. Cái giọng nghề đó. Trời ơi. Cho em đi anh Thông ơi. Lấy quạt đi con. Cho anh đi cho em đi lấy giọng hả? Con đi. Có giường rồi lấy giọng chị. Thúc con bây giờ à. Đừng mong, nghĩ ra luôn, nghĩ ra không được. Dạ dạ. Thôi giận rồi, anh giận anh trai á. Kìa lo tiếp mẹ kìa. Bên đây giỏi ta. Ủa sao mà chi? Chi à, chi nó thầu luôn rồi kìa. Thôi nè, con xong rồi đó. Bây giờ tới anh tí nè. Đi đó, tới. Rồi hai anh em vô phòng đi. Còn cái gì nữa? Còn cái gì mình xách một chuyến vào. Nè, tí à. Giỏ sách đi. Tí, đây nè. Đây nè, tí cầm này nè. Để lên. Ừ. Được không tí? Rồi đi đem. Rồi giờ nè. Mấy anh em mình thầu cái hết trơn nè. Bự đi tôi. Khoan. Vô. Ừ, trời ơi đủ thứ nè. Rồi. Rồi giờ cái cho mình gạo vô thông đi. Gạo nè. Đây nè. Gạo nè. Còn con đây cái quạt luôn. Con gạo luôn. Con gạo thấy cưng quá ha. Rồi không không cái nệm nha. Nè nè, nào dính nữa ca coi. Đây. Cô ôm cái nệm chưa? Rồi hai cái nón này. Không không cái nón của tôi ông ơi. Đúng qua bên rồi cái nệm nó dài mấy lộn luôn á. Kêu tôi sư phụ với đeo bằng thằng. Nệm nhà heo à. Rồi giờ là Phong ôm cái nệm nha. Rồi chơi luôn rồi. Đi anh em ơi. Ừ. Đóng kết rồi đi rồi hả? Có đẹp ba. Ừ ha. Ông đi ra đi tôi đóng cho ông. Ừ đúng, đúng rồi. Rồi vô. Ok. Rồi đi. Đi kiến dữ là tôi giác cho kiến dữ cha. Không dễ gì có kiến quá. Trời ơi nó cắn tôi bấy cho mà nè. Vậy hả có kiến luôn hả? Sau lần có kiến. Ông để bịch. Ông đứng yên tôi phủ cho. Kiến như mình. Bởi vậy tôi nói ăn ở sao mà kiến nó cắn nha trời. Chúng mình gặp có kiến bao. Rồi thôi ôm đi ông nội ơi. Để đi mấy kiến đó. Tao nói ăn ở sao vậy nè, mới vậy nè. Rồi, về vô phòng nha. Nè, cái nhà trọ, cái tên nha anh em. Rồi, khóa cửa luôn rồi. Ok, giờ đi vô. Mỗi thằng ngón cho. Cái này 3, 4 cái này sao giống bị vợ đuổi quá. Ok. Ê mày. À, để phòng quá rồi. Thì đi nước thác nào tới thác nấy. Cho cô này. Dạ rồi rồi cái cô đó khỏi lo đi. Hiện giờ đó là cô xài nhiều tính nhiều. Không bây giờ mình coi cái số. Dạ. Chủ nhà trọ đang đi điện nước rồi con. Chi coi tiếp gì vậy coi bài cái gì ra kìa con. Rồi đó cái ông này nè chưa cho cái ông ngồi nè. Rồi đứng dậy nè để mẹ dọn kìa con. Tối nay là mẹ con có chỗ ngủ ngon rồi. Ngủ ngon rồi, không sao. Rồi, ai các bạn bạn lắc ở đây đây. Còn cái gái ở đó mình mong cho nó. Còn không gì đâu. Chị mới có vô đây chơi chị lên gác ngủ. Chịu không? Chịu anh không? Chịu anh không Mi Chi? Chịu anh không? Chịu anh không chi? Chịu anh không? Trời ơi. Chịu anh không đâu, cậu ngoại trại má rồi bả. Chịu anh không chi? Rồi rồi rồi, đi chơi giả lại giả. Anh em mà chịu gì? Anh em mà chịu gì? Biết rồi chị hả? À, xin lỗi chị đi em ơi. Em xin lỗi chị chị số à. Mình lại luôn. Làm chó à, quá vậy hả? Trời ơi. Chị đẹp không? Chị đẹp không? Mẹ bán cái gì nè? Vừa gặp ổng lần đầu cũng chết luôn. Em hơi nhà ổng tắm rồi, ổng mặc quần rồi dưới lắm nha. Ông này nè. Nào? Ổng tắm á, lúc tôi ghé ổng á.
tám người mặc quần lắm à. Còn anh quay đi. Cái chuyện. Tới giờ tôi buộc kiếm quần có cái cỡ trong nhóm ra cầu ông Thanh thấy nó cầu đó. Đó. Má ơi, cái vườn tôi đâu? Rồi, chạy trong kia, chạy trong kia. Đâu, nè, anh chủ nhà trọ nói chuyện gì kìa. Chị với con hả? Đúng rồi, chứ. Gì cơ? Tôi đưa cái căn cước để cho anh ta mua tô đó con. Ừ, đâu, đưa căn cước. Cho anh, của anh Tý luôn. Của Tý cháu luôn. Ê, em có luôn chị. À, đi, đưa căn cước để cho anh mua tô, đưa cho anh. Được không? Vậy là em lấy bản chính là bản mua tô. Tại vì, yeah. Tài xế cung cấp cho em nha. Tài xế không cần cái. Rồi để chat được tôi. Chút xíu là đưa số tài khoản nữa. Em có số tài khoản không? Dạ có. Đây đây. À đây nè, giữ luôn cái này đi bộ. Coi này. Đây con giữ đi con. Điện nước. Đây con giữ. Đây con giữ. Bữa nay là bữa nay mình tính. Rồi cái này là con giữ, cái này là số điện nước nha. Ngày năm hả? Em giữ số tài khoản. Có tính ngày mà, tính ngày dương. Có nghĩa là hỏi em này cái đừng kêu con. Không tính ngày ăn đâu, có ghi rõ ràng trong đó đó. Rồi. Cuối tháng cứ tới ngày đó con vô ghi điện nước và con tính tiền điện nước cho con nè. Rồi. Cô đưa con coi cái giấy ngày ăn bữa nay. Bữa nay mình mấy à? Năm lịch. Mùng 6 tháng 9, mùng 6 tháng 10, mùng 6 tháng 11, điện. Mùng 6 tháng 12 là Mạnh Quân bên con hỗ trợ 3 tháng là tới mùng 6 tháng 12 là cái đó là nếu có duyên nữa tính tiếp. Rồi, còn okay. Không thì... Tặng lên. Dạ. Quá trời tiếng rồi, chị là mừng lắm rồi. Cảm ơn, rất là nhiều luôn. Rồi, cái nó bấm vào đây. Nè, giữ nè, số tài khoản của nhà trọ. Chứ không ai không thể á. Thấy vui lắm nè. Đấy, khi con có chỗ ở mới và con ở gần quê rồi đó, con có vui không? Vui, nhưng mất phải vui. Vui. Sao chạy mệt? Không có đi. Không có đi. Chạy á. Vậy mày buồn quá. Chắc bên quê rồi. Đây à, gà trắng dữ vậy. Dạ, chiếc kem. Bà là bà hơn tôi với bà. Cái phụ nữ bà. Đúng cái ông bà này. Chị Dây. Cô ra đợi đây luôn. Quay ra quỳ đó. Đúng là đâu đang ôm mà biết không? Cô giống. Cô là anh này nè, phải mềm mẻ với con. Thế á. Cô uống rồi. Cô uống mà, một bọc em theo này. Kiểu như là bây giờ đó, coi cái nào cần thiết ấy đi. Còn bắt đầu từ đây đến tối á, thì cô cứ việc cô soạn ha. Từ từ. Dạ. Uống chén vô hết bệnh nha. Đúng gì không? Phước à. Có nhậu ở đâu đâu rồi. Thuốc ho, thuốc cảm, thuốc gì cũng có. Ê, nhưng mình mua cái chai xịt mũi. Ê, ở đây. Ê, chai luôn ở cửa. Ê, xịt mũi. Mới mua được hồng như vậy. Được hồng này á. Rẻ, ta cho. Ta cho. Con kẹt mua. Con kẹt 3 cái. Con kêu hai bạn ghê vậy. Kêu chú Hà. Chú đó chú gì? Chú Duy Quỳnh hả? Chú Kha. Chú Kha. Chứ không có ê nha. Không có ê. Ta có em. Trời ơi con mẹ kìa trời. Trời ơi. Tí tí à đâu mà thợ xong con cũng làm kỳ vậy á thợ lớn lên con làm mẹ làm gì vậy đâu là thấu là mẹ mới buông chết con á con làm gì anh chứ vậy hả mẹ kỳ của mẹ con chứ vậy vậy làm gì buông chia rồi thì con làm gì bộ con nhậu nhậu mẹ con coi nhẹ thôi nói chuyện đàng hoàng đừng nhút nha nhút nha là tao đây nhậu lắm yêu anh không muốn nằm không yêu anh không muốn nằm không cho vợ yêu khổ lắm trời ơi yêu nhưng mà miễn Tí nó chỗ mồi lẹ quá. Mùi ơi, có mùi ơi. Có mùi hả? Đây, đây. Con chi trả đũa con mà chiều con nói là con yêu Diễm Hương có Diễm Hương rồi giờ. Có giờ con ra địa luôn đi, cho về đi cưng, đừng mê đi. Thôi đi, giờ yêu chị đó được chưa? Trời ơi. Trời ơi. Quên Diễm Hương rồi. Đừng có kêu bà em. 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 Cảm ơn hết tất cả. Dạ. 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 Chuyến hành trình phải nói vất vả ha. Vất vả. Con nghĩ là con không bao giờ tìm cô nha. Dạ. Thôi cứ như là con với cô với tới coi duyên. Con duyên. Dạ. Mạnh lắm lắm rồi. Con bữa ba nha. Hai bé nha. Hai bé bự. Dạ. 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 Cô chú thưa quý cô chú anh chị.
một hành trình phải nói gian nan để tìm mẹ con của Tý á, nhưng mà bây giờ đó dẫn được về top 10 rồi, thật sự rất vui luôn nữa. Thì mong rằng là sẽ có những cái giống như là định cư, an cư lạc nghiệp á, thì mẹ của Tý á sẽ buôn bán được nơi đây ha. Rồi vậy con về luôn nha. Dạ. Cũng như chọn chút đỉnh đi rồi nghỉ ngơi, tại vì một hành trình dịch xa quá rồi, dài rất là mệt. Dạ. Rồi. Nghỉ ngơi đi rồi ngày mai chọn cũng được nha. Rồi, chú về nha con. Dạ, bye bye chú ha. Rồi, đây Phong cũng xin phép dừng video. Phong đã đưa được mẹ con của Tý á, từ Sài Gòn mà về đây á, là cũng gian nan, nhưng mà thật sự về tới đây là Phong hết mệt rồi đó. Thấy được an cư rồi nè, được cái chỗ nghỉ ngơi sạch sẽ, thật sự là rất mừng luôn. Đây, thấy hình ảnh này á, quý vị hãy cho Phong một like nha. Rồi, Phong xin chào và hẹn gặp lại.